Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục Quảng Trị tuần qua của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Và xin được mở đầu bằng sự kiện kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chính sách địa phương nhằm tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển, khẳng định quan điểm xuyên suốt đầu tư cho phát triển nhằm chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực mà tỉnh ta có lợi thế như công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến để thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn quá trình phát triển kinh tế với các mục tiêu văn hóa, giáo dục và xã hội theo hướng bền vững. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và qua đường dây nóng tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp các ngành, cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng, đồng sức khắc phục khó khăn bằng sự sáng tạo trong từng hành động cụ thể để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2019. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đến nay. Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong gần 4 năm qua. Những kết quả nổi bật mà tỉnh Quảng Trị đạt được cho thấy khi đề ra những chính sách, tầm nhìn chiến lược đúng hướng sẽ tạo ra sự bứt phá. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đồng tình ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị về cơ chế chính sách phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, chủ trương xây dựng khu thương mại xuyên biên giới, ủng hộ chủ trương xây dựng festival khát vọng thống nhất mà tỉnh Quảng Trị đề xuất. Tỉnh cần nghiên cứu xây dựng đề án trên cơ sở huy động thêm các nguồn xã hội hóa để tạo thành chuỗi những sự kiện có sức hấp dẫn và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian chững lại do kim ngạch một số mặt hàng có số thu cao giảm, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, cảng biển tăng mạnh. Theo đó, nguồn thu ngân sách của Cục Hải quan Quảng Trị 6 tháng đầu năm đạt gần 80% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đây là tín hiệu vui, niềm lạc quan mới đối với việc góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có khoảng 400 lượt phương tiện qua lại làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu được Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đều tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng cửa Việt, 6 tháng đầu năm 2019 có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lớn nhất từ trước đến nay với gần 96 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước trên 144 tỷ đồng. Năm 2019 là một năm với nhiều thuận lợi trong hoạt động thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. Từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đạt hơn 260 tỷ đồng, đạt trên 80% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và gần 80% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh được Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức đã chính thức khai mạc. Tham gia liên hoan lần này có 10 đoàn nghệ thuật của các tỉnh thành trên cả nước và 2 đoàn đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia. Với sự chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp, các đoàn nghệ thuật mang đến liên hoan một sắc màu và cách thể hiện khác nhau. Thế nhưng lại có chung tinh thần vì nghệ thuật và mong muốn cống hiến cho khán giả tỉnh Quảng Trị những chương trình ca múa nhạc cuốn hút đặc biệt nhất. Đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình mở màn của nhà hát ca múa nhạc quân đội với một chương trình đặc sắc. Liên hoan diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Trong tuần có một sự kiện liên quan đến trật tự xã hội, đó là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Trị đã tiến hành làm việc với nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức tín dụng đen trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tại cơ quan công an, Bùi Đức Thái khai nhận vào khoảng cuối tháng 4 năm 2019, các đối tượng từ Hải Phòng vào Đông Hà thuê một căn nhà ở Kiệt,
Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà để hoạt động kinh doanh cho người khác vay tiền với hình thức mua bán ô tô, xe máy rồi cho thuê lại giá cao. Hoạt động vay tín chấp nhưng lại không có giấy phép kinh doanh. Thông qua quảng cáo tờ rơi, từ tháng 5 đến thời điểm cơ quan công an tiến hành làm việc, nhóm của Thái đã cho 31 người trên địa bàn tỉnh vay với lãi suất cao theo thỏa thuận. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến quá trình cho người khác vay tiền tại địa bàn tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thông báo đến người dân trên địa bàn không nên tham gia vào hình thức tín dụng đen này để tránh những hậu quả đáng tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc một Quảng Trị tuần qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.